Bạn có dám yêu không ngần ngại? Yêu thương dành riêng cho mình em. Dạ, phía sau. Từ trước tới giờ anh chưa có yêu ai nhiều như yêu em hết. Anh yêu em. Đón xem chương trình Hoàn toàn mới, chuyện tình yêu, nơi mỗi câu chuyện mang đến cùng một thông điệp: yêu không ngần ngại. Tập đầu tiên của Chuyện tình yêu sẽ được phát sóng vào thứ Tư ngày 2 tháng 7 lúc 20:45 trên Giang TV.